Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Một vật thể kỳ dị gồm đầu, mang theo nội tạng lủng lẳng bay trên không trung, nửa đêm đi tìm những thứ dơ bẩn để ăn, hay khi đột nhập nhà người khác mà chưa có sự cho phép của gia chủ, bạn sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình nếu chủ nhà có nuôi ma gà, ma só. Nghe như phim hoặc chuyện kinh dị, nhưng những điều trên hoàn toàn quen thuộc với người dân Tây Bắc. Nhiều gia đình sống ở đây họ có truyền thống làm bùa ngải lâu đời. Một là để nguyện cầu cho cuộc sống được bình an, làm ăn phát đạt. Song cũng có những người vì cuồng tín mà gây ra những câu chuyện liên quan đến bùa ngải làm rúng động dư luận. Còn bây giờ thì hãy cùng Khánh Hà tìm hiểu bùa ngải Tây Bắc có sức mạnh đáng sợ như thế nào. Từ ngày xưa, từ rất lâu rồi, khi dân tộc Thái xuất hiện và cư trú tại Việt Nam đã tồn tại một sự thật là trong mỗi bản làng sẽ có một dòng họ ma cà rồng sinh sống. Hoặc trong quá trình lớn lên, những cô gái muốn dần trở nên xinh đẹp hơn, trẻ mãi không già và có nhiều năng lực khác thường. Họ sẽ tìm đến thầy bùa để luyện, để rồi trở thành ma cà rồng. Quá trình luyện nên một nữ ma cà rồng đến nay vẫn còn những điều bí ẩn. Theo lời kể của nhiều người Thái, nếu cô gái nào đã luyện thành công thuật ma cà rồng thì sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Họ phải là những thiếu nữ trong trắng, quá trình luyện tập cần phải rất kiên nhẫn. Họ ở một căn chòi cách xa nhà, không mặc quần áo, không ăn uống trong suốt mấy mươi ngày và chỉ ngồi im nhẩm những câu thần chú mà thầy bùa đã hướng dẫn trước đó. Khi đã trở thành ma cà rồng chính hiệu, những người này sống tách biệt và khép kín trong bản làng, nhưng cũng sinh hoạt và làm việc hàng ngày như tất cả mọi người dân khác. Họ ban ngày là người bình thường, nhưng ban đêm lại hóa thành ma cà rồng, nhất là vào những đêm trăng sáng hay ngày rằm. Vì vậy, những người dân ở đây ít khi ra ngoài một mình vào những đêm trăng tròn. Họ thường đi hút máu các loài động vật trong bản làng và bắt trẻ con mới đẻ ăn thịt. Họ có phép biến hóa thành một số loài động vật khác khi bị đuổi hay bị phát hiện. Có phép biến hóa thần thông, cho nên dân tộc Thái bình thường sống ở khu vực Tây Bắc mới có kiểu là phụ nữ sau khi sinh nở thì phải có người thân trong gia đình trông 24/24 giờ trong vòng 3 tháng, đến khi đứa trẻ cứng cáp một chút. Bởi khi sinh nở xong, mùi máu tanh dễ dẫn ma cà rồng đến bắt trẻ con hoặc hút sạch máu người mới đẻ. Người dân tộc Thái mà ở cùng bản với ma cà rồng này thì họ luôn thuê thầy về để làm một con ma gọi là ma giữ nhà để bảo vệ gia đình và súc vật nuôi. Về việc làm cách nào để nhận ra người con gái có dòng máu này thì có một số điều đặc biệt như sau. Một là họ rất thích mùi máu hoặc mùi nướng thơm của ếch nhái. Hai là càng về đêm thì họ lại càng xinh xắn và đẹp hơn, da trắng, mắt long lanh. Đến giờ thì ma cà rồng ở bản của người Thái không quá hiếm, nhưng bạn không dễ để phát hiện ra họ đâu ạ. Nếu nói đến một trong những loại bùa ngải đáng sợ của Tây Bắc thì không thể bỏ qua cái tên ma só. Vốn dĩ được nuôi với mục đích giúp gia chủ sung túc, nhưng mặt khác nó sẽ đem lại cái kết không mấy tốt đẹp cho những người lạm dụng nó. Tục thờ ma só có từ rất lâu trong dân gian, người thờ ma só tin rằng nó là một thế lực vô hình, tồn tại và có khả năng chi phối thần thức con người. Nói thì dễ, nhưng để tạo ra một ma só linh nghiệm không chỉ đơn giản là sắm bát hương và cắm nhang cầu khấn là được. Phải mời pháp sư đến làm lễ yểm, rồi gia chủ cũng phải cực khổ ngồi trước bàn thờ ma só, cầu khấn nhiều ngày. Sau đó phải mang theo bát hương ra nghĩa địa lúc nửa đêm, cho đến khi nghe được tiếng nói của các vong hồn chưa siêu thoát. Âm dương tương tác thì lúc ấy ma só mới thiêng và gia chủ cầu may là được may. Lại có nơi để thờ được ma só, người ta phải tìm một cái xác chết thai nhi được ướp còn nguyên vẹn và bắt đầu công việc luyện nuôi vong ma só để giữ nhà và sai khiến. Những vong linh ấy đã được ếm bùa nên không thể siêu thoát, vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh gia chủ. Phổ biến nhất vẫn là giúp gia chủ canh giữ nhà cửa và đánh lô đề thành công. Những người thờ ma só kiểu này thường giấu không cho ai biết, lâu lâu họ mới cầu may một lần, chứ cầu suốt thì sẽ bị nghi ngờ. Nhiều doanh nhân làm ăn không tiếc công sức tìm đến những pháp sư giỏi để cầu làm cho họ một ma só linh nghiệm. Có ma só trong nhà, bản thân họ không chỉ được may mắn bình an mà việc làm ăn cũng được thịnh vượng suôn sẻ hơn, chứ không đơn giản là để giữ nhà hay phòng trộm.
Khi được những pháp sư cho bùa, thực chất là điều động vong linh đi theo để gia hộ cho thân chủ. Những vong linh này sẽ làm theo những lời sai khiến do thầy bùa niệm chú để thực hiện đúng ý đồ. Chúng sẽ tác động đến thần thức hay những người xung quanh chủ nhân để chủ nhân có thể đạt được mục đích của mình một cách nhanh nhất, thậm chí là có thể xui khiến làm thiệt mạng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chủ nhân. Nhiều người ở Việt Nam chạy theo phong trào chơi ngải và nuôi vong mà không biết rõ tác hại, nguy hiểm và hậu quả của việc này như thế nào. Phải nhớ rằng, việc nuôi vong hay chơi ngải của các thầy bùa đều có hại về sau, vì đến một lúc nào đó pháp lực yếu đi hoặc sức khỏe kém sẽ bị chính các vong linh đó phản lại. Thậm chí chủ nhân sẽ bị chiếm hữu thân xác hay còn gọi là hiện tượng nhập xác. Những khách hàng được các pháp sư triển khai những loại hình này cũng bị những điều tương tự, và đó chính là kết quả của quy luật nhân quả. Có những người dùng loại bùa ngải có tác dụng nghịch, tức là thay vì hút những cái hên thì loại bùa ngải này sẽ hút những cái xui cho người đó. Người trúng bùa ngải có thể bị ngớ ngẩn, bệnh hoạn, thậm chí là chết. Đôi khi người bị hại cũng có một ân oán nào đó trước đây trong đời này hoặc kiếp trước với người bỏ bùa, nên việc họ bị hại cũng là một quả báo. Đất Tây Bắc linh thiêng và huyền bí, những truyền thuyết về bùa ngải được lưu truyền rất nhiều trong dân gian. Dù vậy, nhưng không phải những truyền thuyết đó không vận vào đời thật. Đã có những câu chuyện liên quan trực tiếp đến bùa ngải dẫn đến kết cục thảm hại cho những người trong cuộc. Tôi xin phép bắt đầu câu chuyện rợn người về tác hại của bùa yêu. Năm 2011, vùng nội ô của thành phố Tuyên Quang có một cặp đôi tên là Tú và Phường. Hai người chỉ ở độ tuổi 14 và 17 nhưng lại đang yêu nhau rất say đắm. Thậm chí, cả hai bên gia đình còn có ý định năm sau cho hai bạn trẻ về chung một nhà. Gia đình nghèo nên Tú không được đi học và cũng không biết chữ, còn Phường là con của một người máu mặt trong làng nên rất được nhiều người để ý, xem rước về làm rể quý. Dù đã có mối mang nhưng Phường vẫn không thể thoát khỏi con mắt của một cô gái tên Chu ở trong làng, vốn đã yêu thầm Phường từ lâu. Lại nghe tin Phường và Tú sắp lấy nhau nên cô gái này nhất quyết không để người mình yêu về tay người khác. Cô gái lặn lội từ quê nhà đến cực bắc của tổ quốc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để tìm thầy bùa giỏi nhất xứ, giành bằng được Phường về với mình. Gia đình cô cũng không khá giả gì nên lúc đi cô đã cầm một số đồ trong nhà để có tiền mang theo người mà dùng dần, bao gồm quần áo của mẹ và những vật dụng trong bếp. Cô đi cũng không nói với ai nên gia đình đã rất hoảng hốt báo công an, thậm chí tìm cả thầy pháp để tìm ra cô đang ở đâu nhưng vẫn vô vọng. Người trong làng đồn rằng Chu, một là bị bắt cóc và kèm theo đồ đạc bị mất, hẳn là cướp người rồi trộm luôn đồ trong nhà, khiến ba mẹ của Chu không ngày nào ăn ngon ngủ yên. Sau 8 ngày trèo đèo lội suối, Chu đã đến một căn nhà nhỏ trên núi. Giữa đường cô gieo một nắm gạo xuống đất, thì thầm với thổ địa rằng hãy đưa con đến nơi có thầy bùa yêu giỏi nhất, và cuối cùng thì cô cũng đến được nơi cần đến. Việc làm bùa yêu được cho là khá đơn giản so với những loại bùa khác. Nó chỉ cần máu, da hoặc tóc và những thông tin cá nhân từ người bị bỏ là được. Và Chu thì có được tóc của Phường. Làm xong, cô gái bình tĩnh quay về nhà và rất đắc chí trong lúc chờ đợi loại bùa yêu này có tác dụng. 2 ngày sau, người ta phát hiện Phường cũng mất tích không để lại chút dấu vết gì. Hai người trong làng mất tích gần kề như vậy nên cũng khiến người ta không khỏi hoang mang, lo sợ. Trong lúc mọi người đang giáo giết tìm Phường và Chu, Tú phát hiện hai người họ có mối quan hệ bất chính bên bờ suối. Định hét lên nhưng cơn ghen làm Tú phát điên. Tú đến gần nhưng hai người kia không hề biết gì, rồi Tú mạnh tay đẩy Chu xuống suối. Lực mạnh khiến Chu va chạm vào đá, chảy máu và chết tại chỗ. Còn Phường thì khóc lóc thảm thiết, nhìn Tú bằng ánh mắt thù hận, kêu lên một tiếng Chu ơi rất to rồi nhảy xuống suối đoàn tụ cùng với Chu. Tú sau đó đã bị công an bắt và kết tội tử hình. Việc những vụ án đau lòng do bùa ngải dẫn đến là không hiếm, không chỉ ở Tây Bắc Việt Nam mà ở những miền khác cũng rất phổ biến, trải dài từ Bắc xuống Nam tùy theo phong tục tập quán của mỗi vùng mà những loại bùa ngải này có cách luyện vô cùng man dợ và công dụng của nó cũng khiến người ta khiếp sợ. Và các bạn, còn biết những câu chuyện về bùa ngải tương tự như thế này hay không ạ? Hãy để lại một bình luận ở phía bên dưới cho Khánh Hà cùng biết nhé!